Ok. Sorry, tại vì ngày hôm nay cái cần của tôi nó tôi bỏ Cái quên đội cái túi. à, không sao, lấy cái gì kê cũng được. Mà cũng không cần đem về, nhà ở Việt Nam mà 3 rủi rẻ lắm anh, tôi bán đầy Know, được. nhưng mà ta lỡ Gọi bỏ là luôn mất rồi. Lỡ bỏ thì vẫn. ok, chào anh. Rồi được rồi, ok anh. Giỏi vậy. Mấy bên này, bên anh sao rồi? Bên có tình hình gì không? Mà còn mấy tiếng đồng hồ nữa anh đi phải không? Đúng rồi, anh ngủ hôm qua ngủ không được, hôm nay cũng làm như kiểu này, giờ này là khỏi ngủ luôn. Nôn quá mà, nhớ nôn quá mà. Bây giờ Tôi vậy mình là bên này cũng bây giờ này là bên đó mới có tám chiều rưỡi tám đúng rưỡi rồi. tối à, tám rưỡi à. Ok, thế thì tôi đi ra ngoài phi trường tôi mua cái võng tôi văng ở đó tôi đợi Cho tôi khỏi ra nha. khỏi đó, chừng nào tôi tới tôi kêu, chừng nào tôi tới tôi kêu, khỏi đợi khỏi đợi, tôi kêu được được, tôi có điện thoại. Thời buổi này đã công rồi, tất cả mọi thứ đều men ngủ nổi như lên đồng. Nói chung là thì ai cũng vậy, sắp sửa về Việt Nam thì ai cũng vậy, đâu có riêng gì anh đâu, tôi cũng vậy anh. Ừ, mà không ngủ được anh, không ngủ được, Anh không ngủ được, mắt cứ cho lát cho lát cũng chẳng có gì. quên. Anh chào mọi người chưa? Chưa, chào tất cả mọi người, chào Rồi anh Cầm, chào, chào tất chào, cả mọi người. chào, rồi chào tất cả mọi người diễn đàn nha. Hôm nay thì nhân dịp anh Phượng sắp sửa khởi hành về Việt Nam, cho nên ra mình chúc anh Phượng coi như một chuyến đi rất là suôn sẻ, vui vẻ. Rồi tôi mua cái võng, tôi mua cái võng tôi ra, tôi bắt cái ghế cái bếu ngoài tôi ngồi tôi đợi anh chỉ Ok đường. anh khỏi đi đâu, anh cứ ở nhà đi, chừng nào tôi tới đi, chừng nào tôi tới nhà tôi kêu anh. Thời buổi này anh, trời ơi, thời buổi này là Trời ơi, thời thử buổi này thì internet, thời buổi này là mà thời đúng buổi rồi, Việt Nam, Zalo. Việt Nam hiện giờ đang tiện nghi một cách dễ sợ anh, cái thứ gì cũng phải dùng cái phone bây giờ là hầu như gần như là cái nó gắn liền luôn cái cuộc sống của người dân thành phố mình nè. Đó nghĩa Đúng là rồi. cái gì nó cũng nằm trong thành phố anh. À, thậm chí cái chứng minh nhân dân mình cũng không cần phải bên theo trên cái phone luôn khi mà cảnh sát. Ghê gớm thiệt, nhưng mà có cái điều đó mà như vậy cũng 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 khá là lo, lo là chỗ này anh. À, có người Cái là đi mất nó tiêu mất cái là đi mất tiêu luôn á, cho nên ra cái người đúng nào đây tôi nói rồi đi ra tiệm sắt á, kêu nó hàng cái dây xích á, rồi bận giờ rồi. làm như lưng quân đồ rác hàng. Cái phone bây giờ nó quan trọng quá, tài khoản ngân hàng rồi thẻ Ghê chứng quá, minh không mình rồi không có đủ bỏ ghê vô bệnh trong đó nguy hiểm lắm, à nguy hiểm tất cả quá mọi cũng không. thứ gì đó. Tôi đây cái này là vấn đề là an toàn đó, tại Đúng rồi. mình dốt, tại vì mình chậm về về computer đấy. Cái gì á mà mình thấy là nó quan trọng á, mà mình cần nghĩ là mình phải cần trong đó trong một thời gian mà lâu, 5 10 năm á, thì làm ơn viết một cuốn sổ bằng giấy bằng tay tay mình viết xuống, không có mất Đúng bao nhiêu rồi. thời giờ đâu, bỏ bằng cuốn sổ cái gì cũng có. Chứ còn tôi mà cái vụ mà tin tức mà bỏ trong phone tôi rất là sợ anh, tại mất cái là mất hết không còn gì hết. Đúng rồi, cho nên ra mình cũng phải cẩn thận đó, nhưng mà thôi cái Đúng chuyện rồi. đó là anh về đi rồi tôi sẽ tuyên bố với anh một những điều
Bất ngờ không thể tin nổi. Ồ đã vậy. Không phải bây giờ mà đó đó mình bây giờ bắt chước những cái giọng điệu giả của mấy cái thằng báo hải ngoại cứ chó gì cũng bất ngờ không thể tin nổi rồi những điều nói chung là cái gì nó cũng ghê gớm, cái gì nó cũng bất ngờ rồi không thể tin nổi rồi nói chung là nó làm những cái cú sốc, nó nói toàn là những cái văn phong văn cái gì rồi quái đản gì đó rồi nó nói một cái là chào lại mọi người ở dưới nha, tại vì cái phone mình sao nó không có hiện chữ lên ta. Thường thường mỗi bữa nó có hiện lên mà sao không thấy nó hiện lên ta. Thì tôi phải dùng một cái máy laptop kế bên đó, để đọc cái đọc cái comment của người ta. Thì chào thượng sĩ nhất. Tôi Chào thấy Long mấy Thủy, thứ gì nhất chào ông đang than phiền làm chào than chào than than chào Long Thủy. Chào Phi Hùng. thêm thằng Anh sinh nhất Trang. ấy đang than phiền về cái nhà hàng xóm hát karaoke chĩa chĩa loa của bên này, ông bị ông ngủ được. Đúng rồi. Thì bây giờ ở Việt Nam mình cũng có cái luật mới rồi, nó có luật là coi như là sau 10 giờ, 9 giờ hơn 10 giờ là bắt buộc là không có được quyền hát để phá làng phá xóm nữa. Những người Ai nào mà bị vi ngủ phạm ở đó là vi phạm ở đó là sẽ bị lôi lên phường phạt tiền đó, thành ra giờ cũng giảm bớt rồi. Nhưng mà nó không hát buổi tối, khuya nó không hát vì nó hát ngay cho cái giờ ngủ trưa, đùng mới là bị điên. Đương điên. Mà mấy cái bữa anh biết mấy cái bữa mà coi trời mà nó nắng nóng á biết không, mà coi như là không chịu nổi ra nhà mà cơ chung chúng mấy đạn không, mà phải ra khỏi nhà là thay bên nhà sớm đùng 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 muốn chạy qua hỏi mày muốn ăn dao không, mày muốn ăn dao không, có nghĩa là nó có một cái gì đó mà cảm thấy nó buồn cười biết không, mẹ nóng như điên vậy đồ, mà vẫn còn hát tỉnh bơ à. tôi cái vấn Rồi đề đó là cái chuyện hát hò là tôi rất là hiểu, rất là thích. Mà có cái là mình hát á, mình nó phải to lúc quá là không có nên, đúng mình rồi, có nhưng mà hàng xóm mà nó phải lúc tại phải đúng thời. là căn bản đó là mình làm gì đó là không biết, làm to quá hàng xóm láng giềng người ta, buổi trưa người ta mỗi người ta có cái chuyện khác, nhưng mà đó là cái chuyện sau mình ra Đúng ngoài. rồi. Sẵn đây thì mình cũng muốn nói lên một cái vấn đề là hôm trước là tôi cũng nói sơ sơ về cái vấn đề tiếp viên hàng không Việt Nam, anh có nghe cái radar mà tôi danh kỳ rồi lâu rồi, cách đây cũng mấy tuần mà mình có nói chuyện đó. Thì mình muốn nói cái điều này là cái luật pháp của Việt Nam mà cái luật an ninh hàng không của Việt Nam mình nó vẫn còn nhẹ tay quá, ý là tôi nói là những chuyến bay nội địa chứ tôi không muốn nói này quốc tế thì không dám rồi, người Việt không dám rồi. Thì mới xảy ra một cái sự việc của một cái hãng máy bay của Mỹ, anh nhớ không, của thằng Delta đó. Rồi cái con nhỏ này chắc nó chửi rủa gì trên máy bay, ai hấp là an ninh sân bay đủ lên còng liền tại chỗ lôi ra khỏi xuống máy bay, giục mày xuống thùng rác, cái ông có lộn xộn nó gắt gao lắm. Chứ không phải giống như Việt Nam mình, Việt Nam mình rồi tiếp viên còn có giải thích rồi còn ông ở Việt Nam mình nó còn hạnh quẹ. Mỹ thì miễn đi, ủa người đâu Mỹ rồi họ họ mạnh, nặng tay nặng chân lắm mà. Đừng có nói chi mà cảnh sát ở trong sân bay, đừng nói cảnh sát ở ngoài đường không á, đường không là cũng chết mẹ rồi. con Chào con nhỏ yêu quái của bố. chào hai bố. Rồi Ok, chào anh Nhân Thị Mị. Trời ơi, con biết là bố Phượng bây giờ là đang rất là nôn nóng đây. ông thang mà ông ngủ không có được kìa. Không ngủ được thấy đứt ruột chứ. coi như là con đường đi đến đất nước thương yêu của chúng ta đang kế bên cái bàn tay của bố Phượng rồi, sao mà ngủ được. Mẹ ngủ được. Đây À, là mình á, mình ngủ rất là tốt. Mà ngày hôm qua là ngủ dậy là có tối ngày hôm qua ngủ được có mấy tiếng thôi. Rồi buổi cả ngày hôm nay cũng không ngủ, mà cái giọng điệu này mà mắt 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 như thế này là thức hôm nay thức cả đêm. Mà không à, toàn bố thức cả kinh. đêm, bố bố thức cả đêm, bố thức cả đêm rồi bố lên máy bay rồi bố phải cẩn thận chứ không thôi giống như cái cô gái kia cái bắt đầu á hả, quờ quạng cái là bị hai chàng cảnh sát dẫn lôi ra cổ ngoài lôi cổ. để nói nói mẹ ra để, để nói nói và cảnh cảnh sát á, thì cảnh sát ở ngoài đường á thì họ dễ hơn
là cảnh sát ở trong phi trường. Cảnh sát phi trường là nó cực kỳ an ninh, bởi vì nó là chỗ đông người anh. Cái chỗ đông người lên như nó phải giải quyết gọn lẹ, chứ không có chuyện mà lây ngay còng tay xuống rồi ai hắt đi vô kia nhốt lại tính sao. Còn Việt Nam mình khổ tội, Việt Nam mình tội lắm. Mấy cô tiếp viên cũng phải năn nỉ rồi giải thích rồi các cái đủ thứ rồi đã vậy nó đứng lên chữ nó đứng ngay dưới sân bay nó còn chữ động nữa chứ. Bởi vì đó thiệt người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình. Bố thấy không? Bố thấy cái cô mà bị bắt không? Có dám quay lên mà chửi cảnh sát câu nào đâu bố? Trời ơi, nó giả cho cái đúng luôn. Tao nói cho con gái nghe nè, người Mỹ răng giả nhiều lắm, nó quất phát mấy con lụm răng, mấy con phiền lắm, lụm vô, còn không lụm vô mới tốn tiền, mà làm răng ở Mỹ đắt lắm, cho nên nó không dám, không biết không, khổ vậy đó. Còn Việt Nam mình đó hả, mà khi mà bị bắt lại hả, bắt buộc cảnh sát phải chào mình trước mới ghê chứ. Mới ghê. Ở đây nó thổi một cái thôi hả, nhìn nó mà rung như vậy chứ ở đó mà bắt nó phải chào mình trước. Buồn cười. Nó vừa lại là mình phải chào nó trước thì có. Việt Nam là xử lý những cái chuyện mà hơi rất buồn cười mà nó ngược ngạo lắm, nhưng mà nó cũng hay. Mình cũng nghĩ là chắc là lẽ những cái thành phần đó ít số ít thôi à, chứ thường thường người ta đi máy bay người ta cũng lịch sự lắm, chứ không phải. Nhưng có một số người cứ tự cho những đất nước mình là mình ít người để ý mà chẳng bao giờ ra nước ngoài thấy người ta không, thấy người ta không bệ đâu, không biết con mẹ gì đâu. Cái xong cái chê bai đất nước mà mặc dù là đang ở trên thảm nhung ở Việt Nam, những người dân hiện giờ mà đi vận chuyển nội địa tất cả bây giờ đi Đà Lạt cũng có máy bay luôn nha anh, đi 30 thôi, nói chung là đi các tỉnh cũng đều có máy bay trơn trọi, đi xuống Kiên Giang cũng đều máy bay được, đi Phú Quốc cũng đi máy bay, nói chung là bây giờ rất là thuận tiện trên vấn đề coi như là vận chuyển bằng hàng không thì rất là vậy. Nhưng mà cái mình chỉ tội nghiệp là cái chỗ là cái người dân mình không biết thương những người mà nói một cách chữ thương thì không có đúng, nhưng mà cái điều là không hiểu đúng về cái vấn đề luật hàng không, luật đi lại. Có nhiều người buồn cười lắm, rồi quýnh tiếp viên chứ mới là ghê, quýnh rồi đá xong phi rồi mới là ghê. Trời ơi, thiệt là nó quải luôn, người ta nghe thấy tôi muốn lắc đầu luôn. Rồi tự động vô trong phi trường, anh thấy vô trong phi trường quốc tế, phi trường lớn không, đông người cả mấy ngàn người mà im phăng phắc, mạnh ai lui cui, nói phải che miệng này. Nói phải che miệng nó nhỏ cho người đuổi người thân mình nghe thôi, chứ không có gì đứng. Còn không đâu, ở Việt Nam mình nó nói như tha hồ là muốn nghe chợ vậy, muốn nói sao nó chửi vậy. Để nói nghe nè. Để nói nghe nè, người Mỹ họ đi máy bay là vào phi trường, đi máy bay là lâu lắm đấy. Hồi bắt đầu bay là nó mở phi trường đó là 1900 mấy và mấy gì đó là bắt đầu nó mở phi trường chở người ta đi rồi. Thì thực ra mỗi một cái dịch vụ nó có cái văn hóa của người ta. Đúng rồi. Họ đi máy bay nhiều. Họ đi trước, đúng rồi, họ đi trước. Văn hóa thì máy bay đi mình trước. Mình mới đi được, tôi nghĩ là mình ở đây mình mới đi được khoảng chừng 20 năm nay thôi. Chứ trước cái mình đó, đi được. Cái đó tôi hiểu, nhưng mà có điều mình cũng không trách họ đâu, nhưng có điều mình chỉ khuyên là có một cái gì đó thì mình nên từ tốn nói chuyện, giải thích cho một cái gì đó, hoặc là nếu không mà thấy rắc mắc thì lên những cái người mà coi như là sếp lớn để người ta giải thích cho mình, chứ không nên có những cái cử chỉ lỗ mãng. Mình thấy rất là có người là hạch sách hải quan mới lại ghê, và cái mấy cái cô trong mà để ví dụ mà làm giấy tờ hoặc là trao đổi chuyến bay ví dụ như nó bị delay, nó bị trễ hẹn rồi mà đứng ngoài này nó chửi rồi chửi giống như là nó chửi với ngoài hàng tôi một cái gì đó. Anh nói là không có chỗ nào mà dễ làm người ta nổi nóng là trong cái phi trường. Cảnh đông quá rồi phải đợi chờ rồi trễ cái này trễ cái kia, luật lệ thì ở đó, nhưng mà tại vì mình đây là lần đầu tiên mình phải đối diện với cái chuyện đó, thành thử ra mình nhiều khi mình cứ xử nó không có đúng đắn, không có đúng đắn. Từ từ thật anh ra, biết là ở một đời này đời kia nữa. Ok, thật ra ở bên này hai bố nhớ không, ở bên này mỗi lần mà bị delay á là mình cũng phải á hả điềm đạm mà hỏi họ là chuyến bay kế tiếp của tao là như thế nào, chứ mình đâu có dám ra mình hạch không không mình giống như kiểu như thuần phục á, không ai dám làm về dân cả. Và cái ráng còn đợi, anh biết ngày nào tôi đi tôi quên mất rồi, qua phi trường lốt mà đợi đâu đi đâu mà đợi 8 tiếng đồng hồ, đợi 8 tiếng để chữ ghi cái định nó chữ delay là đưa lên bài là dạ giống như dạ thưa ông con biết rồi,
Ngon giờ lộ má. Rượu không có dám. Ngon đứng lên đi, con đứng lên chở đi. Nó quất cho một khoát, rượu má răng cỏ còn cái. Rượu má, khổ vậy. Mà người dân Việt Nam mình là đang sống trên thiên, nói một cách khác là đang sống trong một cái đất nước rất là thanh bình và rất là tự do, mà ra không hiểu được điều đó, cứ tưởng là chắc là có nhiều thằng nó ngon, một người ở trong nước mà nó trời ở bên nước Mỹ hay là tụi nó nghe nghe tao nghe tụi nó nói bên nước Mỹ sướng lắm, chửi tổng thống cũng được nữa, đồ chửi bullet buồn buồn không có chuyện trọng quá quá bullet vô chửi không sao, đồ con đi làm đi làm đi sao đồ, đồ, nó quýnh nó phù bỏ chợ đó. Cảnh sát ở bên người này á hả? Khủng cảnh khiếp. Sát bên này mà mình mà gặp nó hả mà run như cày sấy. Bởi vậy con mới nói là mấy cha nội bên này á là dạng mà không nhà dạy chợ. Đúng rồi. Đi về Việt Nam á, đi về Việt Nam cứ hạch sách từng 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 cái cử chỉ một của cán bộ Việt Nam, rồi hạch sách từng cử chỉ một của luật lệ Việt Nam. Nhưng mà ở bên này á hả, khi mà cảnh sát stop á hả là ngồi hả bỏ tay lên hai cái vô lăng, không dám làm gì hết. Hoặc là đang đi ngoài đường mà vô tình phạm luật cái gì đi mà cảnh sát lại một cái thôi, con nói thiệt chứ bố hả, rung như cày sấy chứ ở đó mà tao thấy tao thấy mày hàng... thấy em chứ tao thấy hai cái chữ rung 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 á chứ còn gì nữa rung, đúng rồi gì nữa lúc đó là cái mặt xanh như tàu tàu lá luôn á. À, có một cái này nè để là chứng thực là cái đó là có một cái thằng kêu tên là Khoa Bớt gì đó. Ờ à, thì nó qua bên nước Mỹ mấy năm gì trước, là 2-3 năm về trước thì nó có đi ăn tiệc gì đó thì người ta chở đi, rồi xong cái nửa đêm cái nó 11-12 giờ tới lái xe xuyên bang chạy quá tốc độ, cái bị cảnh sát hú trích lại đưa nó rằng bằng xong cái nó trong đó nó có live stream, nó có ghi lại mà nó nói ở bên này mấy ông nội ở đây không có cái vụ mà hỏi chuyên đề đâu, tại sao mày bắt tao nha, đồ nó quýnh phù nó bắn thấy mẹ luôn đó, có cái thằng Khoa Bích làm chứng luôn đó, rõ ràng đó nó có một clip đó luôn đó, không biết không tin mọi người với diễn đàn không biết có ai coi được đó chưa, coi cái được buồn cười lắm kìa. Nói như vậy để hiểu rằng à, ta đã từng nói hoài ở các nước ngoài, các nước châu Âu kể cả Mỹ cũng vậy, khi người ta bận đùa sắc một cảnh sát là anh phải hiểu rằng họ là đại diện cho luật pháp nước nước nhà, anh không có quyền lỗ mãng, và giống như bên khác Mỹ nó chỉ có hỏi anh chỉ trả lời, mà không hỏi là không trả lời, không có chuyện mà dơ mà tay lên rồi chu cho chuyên đề mày đâu mà không biển đi, không ghi giấy phạt, mày không phục kệ bà mày, mày đi vô đi ok ra tòa án, còn không nữa mày không được ra tòa, không có cái chuyện mà ngồi à, tại sao mày không chào tao thì cái trời ơi miễn đi, tại sao không có chuyên đề bắt tao lý do gì thì miễn đi, mày nghĩ cái đầu mày mấy cái lỗ thì nó xỏ mày mấy cái lỗ vậy thôi, mình đâu rồi y chang vậy, đừng nghĩ mình lại rồi con hỏi bố này giống như nó kêu tụi nó nói là cái gì Việt Nam không có tự do ngôn luận, vậy thì cái thằng mà phản động Tùng Lê đó bố nhớ không, Tùng Lê với con Thu hai vợ chồng đó tụi hai đứa mà Việt Kiều bị đó, bố thấy ông lên trên mạng á, những năm về trước lên trên mạng mở livestream và bây giờ cũng có nữa chứ. Đời. lên chửi cộng sản, chửi Việt Nam, chửi đủ thứ chửi luôn. Rồi cái nó về tới Việt Nam đó, rồi Việt Nam cũng đâu có cấm nó nhập cảnh cái gì đâu bố. Nói chung là tự do mà. Người ta muốn cho nó được thể hiện cái sự tự do ngôn luận của nó như thế nào, đúng không? Chứ nó là cảnh sát Việt Nam á và chính phủ Việt Nam người ta quá quá là nhân nhượng cho những người mà hả xa quê hương xứ sở đi. Và những người đó lợi dụng cái sự tự do ngôn luận của nước họ quá chớn. Rồi khi mà về tới Việt Nam mình rồi đó, có thấy không? Đó quay lên trên cái clip đó, thấy nó ngoài như cuốn luôn. Không? À, nói như vậy thì nước Việt Nam mình thì được cái là nhà nước Việt Nam về luật pháp Việt Nam mình cũng có một cái nhiều một cái sự gọi là khoan hồng hoặc là cái sự gọi như là dễ dãi cho những người kiều bào. Nhưng mà ở đây thì mình không cần nói về luật pháp nhà nước thì người ta đã cho về tự nhiên người ta thấy rồi. Nhưng mà nó có cái điều này cái là ở đây không cần phải nhà nước ra tay, có nghĩa là người dân họ bất bình. Đây là toàn là người dân không à, chứ đâu có mày, gì đâu. Có nghĩa là người dân họ bất bình, họ quạnh hệ là họ sẽ làm đó, có nhiều khi họ đánh nó, họ làm những chuyện khác mình thì bố lớn rồi, bố không làm mấy cái chuyện rùi bu vậy, để nhà nước xử lý thôi. Còn cái chuyện là những người nằm bà họ chỉnh không được, bởi vì có những thằng mình gọi thường là gì mà con nít ranh mà mất dạy á, nó thẳng là như vậy, con nít ranh mà biết mất dạy á, họ
ở nước ngoài họ chửi rủa Việt Nam mình, họ không hiểu được. Nhưng mà bố biết là tại sao mà người dân á họ bất bình không? Là tại vì á họ thấy những người này nói xuyên tạc và sai sự thật. Chứ nếu như mà những gì mà những cái người đó nói thì mà người dân thấy đúng á thì người dân á họ cũng đã ủng hộ theo tụi nó rồi. Nhưng mà người ta ở đây á, ở đây mà người ta thấy sai cho nên người ta mới bất bình. Ở đây bố từng nói với tụi nó rồi, có nghe là cái chuyện này ở Việt Nam đối đáp hoặc là tự do ngôn luận là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà anh nói cái gì anh phải có dẫn chứng, anh phải nói đúng, có nghĩa về ai đây bố bà con hay bất cứ ai vậy cũng không ai bao giờ trách hoặc là quyền không bao giờ chấp nhận cái chuyện mà thí dụ như là sai trái của một số bộ phận hoặc là những cái nhà của làm luật ở Việt Nam mình. Nhưng mà ai làm gì phải có dẫn chứng, phải cụ thể, chẳng hạn như là ông này làm cái gì sai, ông kia làm gì sai, chứ không có quơ vào xong rồi bắt đầu chửi bới, chửi thậm tệ. Nhiều khi nó chửi phong long mà hỏi ra nó không biết mẹ gì cả, hỏi bây giờ mày cho tôi biết, mày cho tôi biết ông đó bị sai cái gì, phạt ở đâu hoặc làm cái chuyện gì sai, mày đưa dẫn chứng đi, dễ lắm. Tụi tao là người dân thôi, hoặc là con hoặc là anh Phượng, bất cứ ai trong gia đình mà mới làm người dân không có đâu có giải quyết được cái gì đâu. Mày mắc mớ, mày rất ư là thí dụ như mà bất bình ở công an phạm luật này thì mới lên công an, mày mắc mới gì ở nhà đất thì mình lên sở nhà đất đó, rõ ràng vậy đó, đâu có cấn mắc mới gì. Mình tất cả mọi người dân đâu có giải quyết được cái gì đâu, đừng bao giờ lên trên những cộng đồng mạng này mà than vãn. Trời ơi, mày có tay có chân, mày có hồ sơ, mày có giấy tờ, mày làm đơn mày kiện, trời ơi mắc mới gì không, chữ bậy chữ bạ. Mà cái điều mà rất là xấu hổ nhất, mà mình thấy tởm lợm nhất là lôi những người mất, mà những người mà mình phải nói mỗi câu điều mà cả nước Việt Nam đang tôn thờ là Bác Hồ nhà ta, mà nó lôi ra nó chửi tỉnh bơ vậy. Mấy thằng đó là súc vật, nó thẳng ra người dân là gặp nó là đánh thôi, là cái chuyện đó là phản ứng tức thời. Và của người dân mình đây là không ủng hộ vấn đề coi như tay chân nha, nhưng mà mình ủng hộ những người dân như vậy bởi họ xúc phạm về coi như là lãnh tụ linh tụ của đất nước mình, nó vậy đó. Thì cái chuyện đó là phải rồi. Ở đây ẹt cái công mệt lắm á. Ok, chào mọi người.